Em mình chào các bác ạ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch thì em lời đầu tiên em xin được kính chúc tất cả các bác chúng ta một tháng mới thuận lợi và may mắn. Hiện tại dịch bệnh đang rất là căng thẳng nên là em kính chúc tất cả các bác chúng ta là chống dịch an toàn và hiệu quả. Hôm nay em có giới thiệu cho các bác một chiếc xe Forerunner bán tải. Chiếc xe này là chiếc xe Forerunner XLS máy dầu một cầu tự động, xe được sản xuất năm 2018. Tên tư nhân biển Hà Nội, biển cũng khá là đẹp đấy mọi người. 16268. Màu trắng mọi người nhá. Với chất lượng xe thì em luôn luôn cam kết và nhấn mạnh cho các bác không bán xe đâm đụng và không ngập nước. Còn thì đương nhiên xe cũ nó xước sát một vài điểm thì chúng ta không thể nào tránh được mọi người nhá. Màu trắng ạ, XLS. Với chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 625 triệu đồng. Giá vẫn còn thương lượng và linh động. Bác nào thiện chí lên xem xe thì chúng ta chung kết mọi người nhá. Với chiếc xe này thì đã được lên nắp thùng lửng rồi. Cái nắp thùng này là nắp thùng lửng mọi người nhá. Mọi người cũng được biết rồi, 2018 thì Forerunner XLS họ cải tiến facelift lên một chút thì cái nội thất và cái nhiều chức năng nó cũng được cải thiện hơn. Với chiếc xe này được trang bị một bộ ghế da kiểu như là dạng xe Waytrax nha mọi người. Mới, còn mới tinh luôn mọi người nha. Chiếc xe này chạy 3.8 vạn, cam kết cho các bác về vấn đề công tơ. 3.8 vạn mọi người nha, XLS. Hay chúng ta hay gọi đó là XLS đi mọi người. Các bác đợi em xíu, em vào bên trong em nổ máy cho mọi người xem nhá. Máy dầu. Máy thì các bác yên tâm, với một chiếc xe đời cao này em vẫn bên em bán xe tuyển chọn nên là giá cả thì nói thẳng với các bác không là chúng ta vẫn còn thương lượng và linh động, không bán xe rẻ tiền. Đây, như mọi người có thể nhìn thấy cái vô lăng của xe. Nút bấm tích hợp trên vô lăng rất nhiều. Cruise control là ga, hệ thống ga tự động này. Với chiếc xe này thì chưa được trang bị là vô lăng bọc da mọi người ạ, mà chỉ được trang bị vô lăng thường thôi. Nhưng mà nó được trang bị vô lăng trợ lực điện. Trợ lực điện mọi người nhá, nên là rất là nhẹ. Đây, các bác có thể nhìn này, em lấy một ngón tay này. Đây, em quay bánh thôi, rất là nhẹ nhàng rồi. Nó không như đời ngày xưa. Đời trước đây thì là vô lăng trợ lực dầu thì chúng ta lái, nói chung là dầu cũng có cái hay mà điện thì cũng có cái hay. Nhưng với cá nhân em thích điện hơn bởi vì nó sẽ nhẹ nhàng. Bởi vì khi chúng ta đạt ở cái những cái vận tốc cao ấy thì vô lăng nó vẫn đáp ứng đủ cho chúng ta những cái độ đầm nhất định mọi người ạ. Cái xe bản XLS này chưa được trang bị màn hình đâu, nó chỉ được trang bị cái màn hình LCD bình thường thôi. Nói chung là đài CD nguyên bản theo xe mọi người nhá. Mới. Nội thất thì như mới rồi. Bởi vì một chiếc xe đời 2018 mà mọi người. Đó. Hộp số này. Xe có cả chống trơn trượt. Hai tàu sạc, cái hệ phần tắp lô tắp ly này được thiết kế khá là đẹp này. Điều hòa cơ thôi. Máy dầu một cầu số tự động mọi người nhá, 2018. 625 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng và linh động. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0968 831 280, em là Bình ô tô cũ Hà Nội mọi người nhá. Về vấn đề keo chỉ cột kèo xin phép các bác là em không quay, bởi vì những chiếc xe như thế này thì không có có gì để phải ấy cả. Hùng ơi, bật anh cái máy cái. Em quay máy luôn cho mọi người xem nhá. Đây, xe được trang bị khối động cơ là 2.2 lít máy dầu. Đó. Mọi người thấy không? Không có tí đất vàng nào luôn. Đèn thì như mới tinh luôn. Forerunner XLS ạ, màu trắng mọi người nhá. Một chủ sử dụng từ đầu 2018 ạ. Sản xuất 2018. 3 năm sử dụng rồi. Cái ghế da này là ghế da may theo dạng bọc thêm mọi người nhá. Dạng giống xe Waytrax ấy. Còn về vấn đề keo chỉ cột kèo này thì các bác yên tâm nhá. Chỉ zin 100% luôn ạ. Đó. Forerunner. Đặt thùng đây mọi người.
Thùng này chỉ có bụi thôi chứ không xây xước. Bụi thôi mọi người ạ, yên tâm. Mình thấy đèn này. Rồi, các bác quan tâm chiếc xe này thì alo trực tiếp cho em nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong chương trình lần sau.